Sảnh AB của nhà ga đi quốc tế sân bay Frederik Chopin ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 3 đã rất sôi động. Dù chuyến bay hồi hương do chính phủ tổ chức dành cho bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine phải đến 12 giờ trưa địa phương mới cất cánh, nhưng với nhiều bà con thì đêm hôm trước là đêm không ngủ. Ngay từ 4 giờ sáng, các chuyến xe đã tập trung tại các địa điểm đưa đón có đông bà con tạm trú trong những ngày qua, như chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc hay một số địa điểm lưu trú của hội người Việt tại Ba Lan nằm ở ngoại ô thủ đô Warsaw. 6 giờ 30 sáng, công tác kiểm tra giấy tờ của bà con bắt đầu. Toàn bộ cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có mặt từ sớm, phân thành hai nhóm công việc. Một nhóm đọc danh sách những hành khách đã đăng ký và được phê duyệt, điểm danh những người có mặt và những người vắng mặt. Nhóm thứ hai phụ trách những hành khách không có đủ giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân hay giấy khai sinh. Ngoài số lượng bà con có trong danh sách lên chuyến bay, rất nhiều người quen tại Ba Lan, đại diện hội người Việt Nam tại Ba Lan, các sinh viên tình nguyện tại Ba Lan cũng có mặt để hỗ trợ bà con xếp hàng vào các cửa làm thủ tục lên máy bay và kiểm tra an ninh. Đối với những hành khách được về trên chuyến bay đầu tiên, dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều có tâm trạng phấn chấn. Bế trên tay con gái 23 tháng tuổi, chị Hương quê ở Thái Bình cho biết, dù đã vô cùng mệt mỏi sau nhiều ngày vất vả chạy nạn khỏi Ukraine và tá túc tại Ba Lan, nhưng giờ đây khi chuẩn bị được lên chuyến bay hồi hương trở lại quê hương, chị vô cùng hồi hộp và biết ơn sự giúp đỡ của bà con người Việt. Thực ra là từ Ukraine mà đi đến đây thì vô cùng là gian nan và vất vả. Em mới bắt tàu từ Kharkov đến Lvov. Em đăng ký sang bên này em mới đăng ký. Bên hội đoàn thì nói là cái này thì là tạo điều kiện cho phụ nữ với trẻ em thì mẹ con em được ưu tiên được về trước. Em rất là hồi hộp. Trong bao nhiêu thời gian, có nghĩa là di tản từ Ukraine sang bên đây là rất là hồi hộp và gian nan, nên là em rất mong muốn là sớm được trở về quê hương. Dạ, em rất cảm ơn người Việt và cộng đồng người Việt ở Ba Lan, mọi người rất là nhiệt tình giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Ukraine. Trong lúc khó khăn mọi người rất là nhiệt tình. Có chung suy nghĩ đó, vợ chồng bác Bằng quê ở Hải Phòng cho biết, hai vợ chồng bác đăng ký chuyến bay về nước rất thuận lợi vì là người cao tuổi nên được nhà nước ưu tiên. Trước tiên là cảm ơn chính phủ, cảm ơn tất cả các ban ngành, hiện tại là Ba Lan, một số các doanh nghiệp tư nhân đã hỗ trợ chúng tôi để trở về quê hương. Nhà gia đình tôi có hai vợ chồng, vì chúng tôi là lớn tuổi mà, được mọi người ưu tiên. Cảm ơn, thật chân thành cảm ơn chính phủ rồi tất cả các ban ngành. Ngay sau khi chuyến bay giải cứu đầu tiên từ Ba Lan kết thúc, dự kiến chính phủ cũng sẽ có những chuyến bay tiếp theo để đưa bà con về nước. Đại sứ Nguyễn Hùng cho biết, số lượng bà con còn lại trong danh sách chờ rất nhiều, nhưng đại sứ quán cũng trấn an bà con rằng Đảng và Nhà nước sẽ sớm có những chuyến bay giải cứu tiếp theo, và đại sứ quán cùng các hội đoàn tại Ba Lan đã có sự chuẩn bị tốt để tổ chức thành công thuận lợi các chuyến bay giải cứu tiếp theo ngay khi được phép. Ngay từ đầu thì chúng tôi vẫn đã lên cái danh sách và các bà con có nguyện vọng, thì đến hiện nay là có hơn 1.000 bà con đã đăng ký nguyện vọng về nước trên các chuyến bay cứu trợ. Thì chúng tôi ngoài việc tổ chức cho chuyến bay đầu tiên thì chúng tôi vẫn thường xuyên là có cái kiến nghị và cập nhật danh sách để báo cáo về nước sớm có tổ chức các chuyến bay tiếp theo, và hy vọng là trong một ngày rất là gần nữa thì lại có chỉ đạo cụ thể về cái chuyến bay số 2 để đáp ứng cái mong mỏi của bà con đã rất là vất vả trong cái quá trình sơ tán sang đến Ba Lan và chờ đợi ở đây cũng hàng chục ngày rồi, thì sớm được về đoàn tụ với gia đình sau những cái biến động rất là lớn của cái xung đột ở bên kia. Trải qua một hành trình vô cùng gian nan vất vả với những tình huống chiến tranh có lẽ là không bao giờ tưởng tượng được trên đất châu Âu, thì rất nhiều bà con người Việt ngày hôm nay đã được bước lên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways bay từ thủ đô Warsaw về Hà Nội. Chuyến bay giải cứu đầu tiên do Đảng và Nhà nước tổ chức để đưa bà con từ Ba Lan về Hà Nội. Bỏ lại sau lưng bao mệt mỏi, bao vất vả cũng như là rất nhiều tổn thương, thì giờ đây bà con chuẩn bị được trở về với quê hương đất nước. Quang Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ sân bay Frederik Chopin, thủ đô Warsaw, Ba Lan.